Rồi, chào bà con. Thì bữa nay quay cho bà con xem là cái miếng ruộng này là không có diệt mầm, thì quét có lớn nè bà con. Thì quét có lớn bà con thấy đó, chỗ nào mà gió nó thổi trồng lối nó bị cháy lá đó. Thì để coi sạch bữa nay một hai đêm cây cỏ nó ra sao thì sẽ quay cho bà con xem. Thì để quét cỏ lớn 6 ngày 7 ngày. Này chắc 6 ngày quá. Đây bà con xem đây, nó thấm thuốc, cái nào thấm thuốc thì nó cháy 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 lá nè, cũng còn hơi xanh. Có một hai đêm thì chắc chưa có chết hung đâu. Đây nó quéo hết nè bà con, cái mọng nhỏ, mọng lúa mà mới lên nó cũng quéo luôn, cỏ lông heo quéo đây. Để coi cỏ chỗ nào nhiều nhiều rồi cho bà con xem. Cái này thì nó mới hơi thấm thuốc bà con, hơi quéo 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 coi. Đây đây bà con thấy chẳng có đầu ngón tay không nè, cái nào thấm thuốc là nó quéo chết luôn nè con. Cái này có bông hay gì nè, có bông có đưa phụng gì nè, hai đêm là thấm thuốc rồi. Đây quéo đây đó, có lông heo quéo đây, có hai lá ba lá là quéo hết nè. Vậy là bơm nước vô nữa là nó mất sức, nó chết luôn. Bơm nước vô nữa nó ngập, nó chết luôn, nó đâu có còn sức sống đâu. Đây là dính thuốc rồi nè, cháy đó. Đây lá lúa cũng có cháy nè. Còn bên của Hát Sơn Nhiều Núi do diệt mầm khô xả xong việc luôn, nó không có cỏ bà con. Này lúa không à, đây con dòm diệt mầm là đất nó bằng gan, cỏ quét cỏ lớn, cái cỏ lớn múc nước trong kinh ra nó xa mà tính ngay chi phí cũng vậy thôi, diệt mầm đậm lần một là xong luôn, vừa diệt được lúa 2 tuần không khỏe nữa. Thì để lên cái miếng trên, miếng trên cũng quét qua thấy quét mà không có quay, không biết quét thuốc gì. Thì cháy cháy này là chắc thằng căng tin nên bà con, thường thường là quét thằng căng tin nên trộn với một là 6.1, hai là mê cô hoặc là bút đó. Thì miếng trên này quét cũng hơi đậm nè, cháy nè. Lứa của Hát Sơn Nhiều Núi thì hai năm nay là diệt mầm là nhiều, lúc trước diệt mầm 50 cc à, một bình máy mà có 50 cc à. Chừng nó cỏ tới chừng cỏ nó lên bà nội mất quét cỏ lớn nữa, quét cỏ lớn có cái nó sống lại nữa chứ không phải là nó chết hết luôn nữa bà con. Còn bây giờ diệt mầm là xuất huyết 100 cc, còn đối với micelle cái gì đó thì từ 120 150. Đấy, đây là quét cỏ lớn hai bữa trước nè, rồi không thấy cỏ ta. Cái này quét đậm quá, nó quéo quá trơn nè bà con. Này là cỏ lông heo quéo hết nè, này hai đêm thấm thuốc quéo hết rồi nè, sụm hết rồi, có lông heo sụm hết rồi, thuốc nó đậm. Lúa mà nó quéo vậy luôn thì cỏ nó quụm mà nè, cỏ nó quụm ra gì hết nè bà con nè, nó quéo khô rồi. Cái này hai đêm mà thấm thuốc rồi, đây nè, hai đêm thấm thuốc quéo khô rồi đó. Nè thấm nước nó quéo khô rồi đó. Vậy này là cỏ chết rồi, con bơm nước nữa là ngập cỏ chết rồi. Lúa mà nó còn cháy lá thì cỏ đâu chết, thì cỏ sao sống nổi. Rồi chia sẻ cho bà con xem nha. Còn cứu Hát Sơn Nhiều Núi không có quét cỏ lớn, diệt mầm cái xong cũng còn sót ba cái thằng quỷ này nè. Mạng quỷ này, ba cái loại này là rau mương cơ bở vậy bà con, nước ngập lâu quá 2-3 ngày nó cũng chết nữa. Còn thuốc ốc này hay lắm, rải đâu gần từng lễ vẫn còn, chưa được từng lễ 4 ngày 5 ngày xả xuống, 2 đêm mưa xả, giờ 7 ngày là 5 ngày rồi bơm nước vô còn nó ăn tiếp đó, thuốc ốc đó. Đây không có thấy cỏ quét diệt mầm, thấy cỏ này cũng có lên mà chút ít, chỗ nào sót có lên 1-2 cọng cỏ lông heo á, nhất là cỏ lông heo á, cỏ lông heo hay lắm. Đây cỏ lông heo đây nó mới lên, bơm nước vô ngập thì dễ phân ém cái nó là chết rồi bà con, lỡ không kịp đâu. Bơm nước vô hai đêm rồi bóng phân dập vô nó ém đóng gồng chết à.